múc được cái ích bầu hay. Úi úi, bạn tàng hình tất cả để ăn ba cái Inferno và đại bàng. Đây cái gì thế này? 18 Super Barbarian, 5 Healer, quản giáo 2 sách, có thần chú thu quân, 2 nhân bản à? Ủa? Mình không biết gọi tên combo này là gì luôn á. Nhân bản cho Hawk, bật gồng Roy Champion, bật nhân bản cho Hawk và bật quản giáo ngay trong thời điểm đầu tiên của trận đánh. Vâng, pha đánh gắt đấy nhờ, bom bẫy quá nhiều ở phía bên đây, nhưng bạn ấy vẫn đang cố gắng dọn Roy Champion ra. Thu Roy Champion ra góc rồi, đầu tư dắt đi Queen ở bên đây. Thanh niên King bây giờ mới được thả vô và bạn ấy sẽ bốc em đại bàng, hay phết nhờ. Càng đấy càng đấy. Đầu tư balloon lava vào phá góc phía trên đây. Tàng hình cứu em Queen. Và khí cầu chiến đang cố gắng chọn cho mình một lối đi riêng. Michael ban lách ở giữa muôn trùng khói đạn. Vâng, hạ cánh sẽ là Zeti và Sneaky Goblin à? Zeti đúng rồi. Và Rocky Balloon. Vâng, thu được rồi. Có champion quản giáo ở góc hướng 12 giờ. Em Queen mất gồng rồi. Quảng Queen. Tàng hình thanh niên kinh. Nhưng mà tôi vẫn lo lắm. Bởi vì cái máy bắn đá với cả pháo đầy đá ở đây căng quá. Giải này là giải sáng tạo đấy sếp. 2vs2 đấy. Nguyễn Vũ hôm nay cố gắng lụm mã quảng cáo của Lan em ấy. Ôi, không kịp chín chục mất. Rồi, ok, hấp dẫn đấy. 5 Rocky Balloon, 4 set 2 động đất và 4 tàng hình đến từ Frosty. Hỏa cầu. Tới công chuyện rồi. Giáp Rocky Balloon à? Có cả hỏa cầu cấp 17. Wow. Dần chơi đây rồi. Cơ hội cho chúng ta. Hỏa cầu với cả Rocky Balloon. Tới luôn. Đầu tư đi Queen ở phía dưới này. Quản giáo ở bên kia này. À, như vậy là bật gồng Queen sớm luôn. Vâng, song kiếm hợp bích. Vừa đi Queen vừa đi quản giáo. Hấp dẫn đấy. Rồi champion cũng vô luôn. Hỏa cầu. Úi trời ơi, úng rồi. Một hit nữa cho cái tháp kia. No. Chưa múc được à, đấy đúng, đầu tư hai cái set hạ được ngay. Rồi champion múc pháo đấy đá. Tàng hình cho Rồi champion rất nhanh chóng. Nhưng mà Hitler bơm không kịp. Hitler chạy theo không kịp xe bạn. Ôm mất cả Queen. Oh no. Trời ơi. Vâng, tính toán những bước đầu là như thần. Nhưng tuy nhiên pha bơm vào Hitler thì nó hơi bị chậm. Khoai rồi. Những bước đi tính toán lúc đầu của sếp là rất chuẩn đấy. Vật gồng kinh luôn. Vẫn còn hai cái tàng hình. Vâng. Tàng hình này Super Minion múc vào nhà chính mà không biết sếp có múc kịp không chứ. Thôi rồi sếp ơi. Đi xa rồi. Ôi trời ơi. Ca này đi xa cho sếp mất. Bây giờ không biết làm thế nào để ăn nhà chính đây. Nhà chính trên kia mới căng kìa. Chốc nữa 10 giờ ở TikTok vẫn là giải sáng tạo này nha sếp.
Vẫn đang còn 11 Rocky Balloon. Ai chả vẫn còn quả Super Minion ở kia mà không hạ được nó. Nó đứng nó bắn tỉa hết. Băng 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 băng. Sao không băng Inferno một tia vậy sếp? Ôi giời ơi, hết cứu, hết cứu. Hết cứu rồi, một sao dành cho Frosty. Tiếc thế nhờ. 22 Hitler. Ôi giời ơi, 22 Hitler. Ồ, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Vâng, thả tăng tốc để cho Hitler bay ra và khí cầu chiến bay vào không bị dính bom đèn. Vâng, rất thông minh đến từ Hegohawk. Bay khu vực nhà chính. Super Wizard đỉnh, đang dọn cỗ rất tốt. Cái góc ở phía trên kia bay rồi. Thông minh thật. Mammoth có quả này hay đấy. Vẫn đang nỗ lực đi quản giáo ở cánh phía bên đây ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Anh em thấy hay cho cái like, chia sẻ nào các sếp ơi. Nóng rồi đấy. Tàng hình tiếp cho quản giáo. Đừng có mất kỹ năng của quản giáo ở đây là được. Tàng hình hai bên và hỏa cầu. Ô, đây mới hỏa cầu siêu đỉnh này. Hay. Pha đánh rất hay. Có cả siêu tăng trưởng ở trong pha đánh này rồi. Cũng chuẩn bị đi em Queen nữa đây này. Đấy, phải tàng hình hai bên để hỏa cầu vào giữa như pha này mới gọi là đỉnh của chóp luôn. Tôi hy vọng đây là một trận thi đấu 3 sao đi ạ. Thế này nó mới đúng là sáng tạo chứ. Kinh động đất rồi. Kinh động đất và găng tay. Một mình kinh xông vô. Bơm Hitler nào, bơm Hitler cho kinh không. Có, bắt đầu đưa Hitler ra động dược để bắt lính clan. Rồi, bơm Hitler cho King, đưa xương và bơm Hitler cho Roy Champion. Vâng, tất cả những đơn vị tướng đang được dồn vào và bạn đưa xương ra để vét những công trình phía ngoài khi mà tướng đã dọn công trình phòng thủ. Rồi, 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 thanh niên King 95 thoi thóp, hình như mất Queen. Bị rồng siêu cấp nó thịt đau thật ấy. Quản giáo không biết mà bắt rồng. Quản giáo bắt rồng đi ạ. Trời ơi. Đúng rồi, quản giáo chiến đấu với rồng đi ạ. Bà làm giày khó rồi. Bà làm giày là khó lắm. Không kịp giờ thôi. Tôi tiếc cho trận đánh này thật ấy. Đường pha đánh Hitler giỏ bom bẫy là rất tốt. Nhưng chỉ tiếc trong trận đánh này là không đủ thời gian. Mọi thứ rất hay cho sếp rồi. Đỉnh đây chứ giỡn đâu. Pha đánh này phải nói là cực kỳ cống hiến đến từ người chơi số 4. Quá hay nhưng thời gian không cho chúng ta trận đánh 3 sao. 10 Super Minion. 5 rơi. Và có siêu tăng trưởng Queen Jack và Super Minion. Để xem sếp. Đầu tư em Queen ở bên đây. Úi xôi ôi. Vào đây này. Kinh với chúng tôi này. Độc độc. Ôi, Archer đông lắm. Archer đông lắm, hết độc ra. Vẫn đầu tư dắt em Queen. Cũng có Zeti ở phía bên đây. Em Wish. Vâng, có Super Minion tranh thủ Any Call một đại bàng. Headhunter sau lưng kìa Queen. Đúng rồi, tỉnh đòn lắm. Em Wish vẫn đang còn ở đây nữa. Bạn chưa xài rễ cây đâu. À, cái con Wish này. Chờ bạn mãi.
ra đây bắt đầu mới thả độc được. Rồi, chưa công thành binh, tranh thủ cơ hội lụm sự tường ở đây. Nét rồi, ui quản giáo học viên của tôi. Ở phía trên đang có trại lính này rồi, champion vô nữa rồi. Headhunter chạy vô hỗ trợ, bịt đóng băng lại siêu tăng trưởng chỗ cụm khu nhà chính và đưa rơi ra để ăn pháo này đá. Máy bắn đá thì đang tập trung vào Roy Champion rồi, Super Minion được rải đều trong mẫu bay này. Dọn luôn pháo này đá, Roy Champion. Ở đây là kỹ năng bình thường, đầu tư một pha đóng băng. Bịt lại, đúng rồi, hạ cánh luôn ạ. Vâng, bốc cố gắng, Super Minion tiêu diệt được những trụ quy giác. Và đây sẽ là một trận như đấu nào đây. Inferno một tia đang đốt vào em ngựa của Queen. Chúng ta vẫn đang còn 4 băng và 1 xương. Băng 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 tơ băng băng Inferno một tia sếp ơi. Băng đi băng đi băng đi. Vâng, như vậy sếp chấp lính và chấp 5 spell trong trận này không? Vâng, em tưởng sếp chấp 5 spell thì kinh rồi. Vút. Vâng, chấp 4 spell. Hòa sao rồi. Hòa sao và hơn phần trăm phá hủy. Nhưng trận này xếp một chấp 4 spell lận 3 băng 1 xương không xài đến từ mọc. Đỉnh luôn ạ. Lật ngược thế cờ. Hay. Wow. Mười bốn Rocky Balloon, 4 rơi, 5 Hitler. Pha này thì không có quản giáo hỏa cầu rồi. Để xem nào. 14 Rocky Balloon, 4 rơi của sếp. Siêu tăng trưởng trong tình huống này rồi đấy ạ. Tí nhá. Được đấy, được đấy. Hy vọng là cứ 3 sao cho những lượt đánh còn lại thì mới thấy được cái sự căng thẳng của trận vua này. Mất kinh rồi. Kinh lao thẳng vào khu nhà chính. Và liệu có tầm quất kịp không? Đúng rồi, sếp đã tầm quất kịp. Queen đang đốt cánh bên này. Đúng, quay lưng lại. Đấy, chuẩn bài rồi sếp. Rocky Balloon bắt đầu trải dài phía dưới. Quản giáo cũng múc vào đi ạ. Bật gồng luôn để ủn hết ở cụm khu phía trong. Bạn có bình cuồng nộ rồi. Vâng, bắt luôn cái tháp nhiều cung thủ đi ạ. Đấy là một cái vị trí quan trọng. Pha đánh này nhưng không bắt được tháp nhiều cung thủ bên đây thì bạn nguy đấy. À, vẫn còn phương án dự phòng. Một băng và hai Rocky Balloon vô. Rơi cũng đã vô luôn rồi. Rồi Champion vẫn đang hỗ trợ tốt. Vâng, tương lai là một trận đấu 3 sao đẹp đến từ người chơi Chico. Đấy, nó cứ phải 3 sao như thế này nó mới gay cấn. Và máy khoan chiến tranh đang hỗ trợ cho cánh của Queen. Múc vào luôn cái đại bác bật này. Ôi, anh bạn ơi, nhanh lên. Đúng rồi, rồi Champion vẫn đang còn thở. Giờ thì đứt rồi. Máy khoan chiến tranh ra cho trọt trọt. Đấy, đúng rồi, hay lắm. 3 sao tiếp. Tuyệt vời. Đánh nó cứ phải rực rỡ như thế này là mới VIP Pro Max. Hay quá. Rết đuổi tỷ số và bắt buộc ở bên F Trinh phải đánh 3 sao thôi để có lợi thế hơn về phần trăm phá hủy. Hay. 10 Super Minion, 10 Rocky Balloon, 7 rơi và 2 siêu tăng trưởng. Rồi. Tới công chuyện với sếp. Rồi, sếp đâu rồi? Xe phóng lửa này, Ice Golem này, Headhunter. Ôi dồi ôi, ăn cái bật nhảy cẳng thật và không bế được rồi. Champion bạn vào một lúc 3 em luôn, đau, rất đau. Rất đau. Cả này mà không 3 sao thì sẽ áp lực cho móc ở lượt đánh sau đấy.
Rồi champion. Bắt mất mấy con rơi. Càng thế nhở. Sếp tính toán là như thần rồi đấy. Bên này là có super minion hỗ trợ cho cùng với phía quản giáo. Úi, bạn bật gồng sớm vậy à. Oh, sếp bật gồng rất sớm luôn ạ. Mà liệu có thêm pha rễ cây siêu tăng trưởng nữa tiếp theo không? Chỗ cụm nhà chính ạ. Bạn đóng băng trước. Ui, lính clan sao nhiều Archer vậy? Không bịt nhà chính nhà ta. Vấn đề là cái cánh bên kia bị Roy Champion bạn thịt rất nhiều. Đội quân nằm ở đấy rất nhiều luôn. Rocky Blue vẫn đang còn kinh vào được đúng ở chỗ cái nhà chính rồi. Vâng, cố gắng múc vào nhà chính đi ạ. Ôi, trời, pháo này đá, pháo này đá. Thế nhở. Vâng, cố lên ạ. Rocky Blue làm cái Tesla, làm cái Tesla. Cái Tesla đấy, đúng rồi. Bình tĩnh nào, né độc đi, đúng rồi, độc nhà chính vừa mới hết. À, sao còn hai quả Inferno nhiều tia này. Rồi, champion của đội bạn không đứt. Và nó vẫn là một cái điều nguy hiểm cho đội quân còn lại. Càng thật ý. Vâng, không ba sao rồi. Quản giáo nó bắt hết. Ca này quản giáo nó bắt hết. Ô, tiếc thật. Tiếc thật sự sếp ơi. Như vậy tạm thời đang thua một sao rồi ạ. Càng quá. Càng quá rồi các bạn ơi. Càng quá. Chín mươi tám phần trăm cho sếp. Con này cũng hết máu luôn. Bó tay thật chứ. 15 Rocky Balloon, 8 tàng hình và 3 động đất. Bạn sẽ đánh cái gì ở đây ta? Wow. Cái gì vậy ta? Lại là bất tử Roy Champion sao? Rocky Balloon vô này. Bình tĩnh theo dõi phát nào. Múc được cái X-Bow hay. Úi. Bạn tàng hình tất cả để ăn 3 cái Inferno và đại bàng. Tại sao bạn có thể nghĩ ra được cái chiêu hay vậy ta? Tàng hình 3 cái để ăn 3 cái Inferno và đại bàng luôn. Đến từ vị trí của Roy Champion, quản giáo đã sử dụng hỏa cầu ở bên cánh góc 9 giờ để cho khí cầu chiến tiến lên gù bên đây. Vâng, bạn xứng đáng được một trận thi đấu 3 sao ở đây ạ. Nhưng với lực lượng còn lại thì bạn có được hay không đây? Nó vẫn đang là một câu hỏi lớn. Golem hỗ trợ Headhunter vào giúp cho thanh niên kinh bế được Roy Champion rồi. Tiếp tục là Rocky Blue ở cụm phía dưới làm được cái X-Bow mặt đất. Bật gồng kinh con voi. Ôi, còn 5 tàng hình cho chưa thấy xài bên này cho kinh vậy ta? Sếp lại toan tính một điều gì nữa vậy? Kinh Phượng Hoàng. Tàng hình quản giáo bên đây rồi. Tiếp tục là tàng hình nữa. Hỏa cầu mắc cấp 27 rồi à? Dị thật ý. Tiếp tục tàng hình nhưng mất quản giáo rồi. Ui, ca này X-Bow mặt đất mới đau này. Rocky Balloon chạy vô. Bế trụ Wizard. Tàng hình cho Queen kia sếp. Không á. Oh no. Trời ơi, 94 rồi.
No! Trận này xếp xứng đáng có 10 điểm mà. No! Liệu rằng ép Trinh có lật ngược được thế cờ với trận thi đấu 12 siêu công thành binh và 4 siêu tăng trưởng ư? Ôi trời ơi. 12 siêu công thành binh với cả là 12 sneaky goblin. Càng càng thật sự. Pha này sẽ ra sao cho móc đây. Headhunter vào để bế được thanh niên kinh của đội bạn này. Có Hawk thăm dò. Ồ, rồng siêu cấp. Tớ có đánh rễ cây đâu. Nhưng mà thủ rồng siêu cấp nó cũng khá là khó chịu đấy. Lại thêm cả Witch nữa kia kìa. Rồi, em Queen đã múc được Rocky Balloon rồi. Tiếp tục triển khai tấn công đi nào sếp. Tốt luôn. Cứ bình tĩnh chiến đấu ở bên này ạ. Sneaky Goblin sẽ vào tấn công khu vực nhà chính. Đã đầu tư cái rễ cây ở bên kia rồi. Mình không hiểu sếp đầu tư 4 quả rễ cây để làm gì nữa. Trời. Dắt Queen đi chạy khắp bản đồ rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Ơ, King không vào mà bắt E Defend ta. Rồi rồi, đại bàng nó lại lòi mồm ra rồi sếp ạ. Bịt bịt bịt. Ấy rồi, ấy rồi, rồi. Mở lối. Đúng rồi, xong pha này là lên TikTok cũng có giải sáng tạo luôn nha sếp. Đầu tư cái bác ý. Vẫn đang cố gắng vượt muôn trùng khơi đến từ mọc. Pha phá tường tiếp cánh bên đây. À, Queen, Queen rồi, rồi, rồi. Phải cứu Queen bạn ạ. Phải cứu Queen bằng mọi giá. Vâng, phá tiếp tược bờ tường nữa. Vâng, 12 siêu công thành binh mà. À, Queen gồng thôi. Vâng, rễ cây hóa kiếp tiếp nào. Vâng, thời gian không còn nhiều, 40 mấy giây nữa thôi. Ôi bờ tường không lủng để em Queen ăn vào phía bên này ra. Ơ kìa, ơ kìa. Bà mấy giây, ôi ôi ôi. Rồi, ôi. Vâng, Hitler quẳng hết luôn rồi. Rồi, Champion. Bật gồng kinh con voi. Vâng, mười mấy giây. Khó rồi, khó rồi. Vâng, không, không thể được rồi. Quản giáo ạ. À. Ôi, anh quản giáo ơi, anh quản giáo ơi. Hết giờ. Oh no. Thua rồi. Em Trinh thua trong pha đánh này rồi, 8-9 rồi ạ. À. Đèn thế nhá. Xin chúc mừng chiến thắng đến từ em me. Hay. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong ít phút nữa nhá. Sếp nào mà múc vé vàng này hay là gói gem hoặc là những gói ưu đãi trong cửa hàng anh em bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục, mình nhớ tham khảo trên fanpage Arcady Gaming của mình với hơn 149.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Sếp nào tự nạp được anh em bấm một chữ C ở góc trên bên phải màn hình, anh em nhập mã Arcady ủng hộ mình nha. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ với Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong ít phút nữa trên TikTok nha. Bye bye anh em.